gia có gia quy, chủ mời ăn thì mới được ăn. Nào, siro xích ra. Cao. 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 Đây là bữa ăn nhẹ buổi sáng. À, cho mọi người xem. Phải chuẩn bị xong hết thì mới được ăn. Nào, không. Con cún nhỏ nó vẫn chưa tuân thủ hoàn toàn. Cún to thì nó tuân thủ rồi. Cao. Cao. Cún nhỏ vẫn phải để nhắc nhở. Chưa. Chưa. Chưa được đâu. Cọc. Cọc mà hư thế là tí sẽ cho cọc ăn sao đấy. Vì nào cọc vì con cún con nó nhào nhào này nó không tuân thủ nên là sẽ cho nó ăn sau, không cho nó ăn trước. Siro ăn trước này. Nào, hư ra chi ra đây. Siro ra đây, đây của Siro này, của Siro này, của Messi này. Pia của Phi Lan, của Phi Lan. Cộc Phi Lan. Cộc của cộc đây mà. Nào, chưa được, chưa được đấy, muốn cho nó trông nó mà ăn mà theo Siro ăn đi, của Siro đấy, đúng rồi. Cọc đây, của cọc đây. Tại vì cún con nó rất là đói rồi và nó còn nhỏ cho nên nó không tuân thủ được như cún to. Cọc này nó là con cún cỏ nhé, con cún cỏ của Việt Nam cho ta đấy. Mì mì xuống đấy. Mì. Mì buổi sáng mì ăn rồi cho nên là mì chê mì không ăn hả? À, có phải không? Đấy, mọi người mà muốn cho nó ăn ngoan như thế này thì phải mọi người phải đào tạo cho nó như vừa rồi đấy. Giả sử như là con cún con này nó mới gia nhập thôi cho nên là nó chưa có tuân thủ cái gia quy thì phải từ từ. À, rồi nó còn bé. Phải từ từ nhưng mà phải nghiêm túc,
Sẽ là khi nào sẽ không cho ăn chen ngang, cứ nhào vào thì lại đẩy ra, chứ còn lớn như thế này rồi thì sẽ ngoan rồi. Đấy. Một con ăn xong thì những con khác mới được vào liếm đĩa. Con nào có phần của con đấy. Đấy. Ăn xong thì con khác mới vào liếm đĩa. Mọi người có thấy có cái cảnh diễn nào không? Thấy có một bạn bạn ấy bình luận là cái này là dựng cảnh. Mình không hiểu những cái đơn giản như thế này thì cần gì phải dựng cảnh. Mọi người muốn biết nó có dựng cảnh hay không thì mọi người vào xem ở kênh YouTube có rất nhiều video. Anh Nhô, gọi tên em là gì được hả? Gái bản, gọi tên em là gì được? Siro ra kia để quay video em nó một tí nào, tí nữa là đến lượt Siro. Yumi lên trên này chơi. Thôi được rồi, xích ra đừng làm phiền Yumi. Đây, nhờ mọi người nghĩ cho em nó cái tên nào, xem em nó tên là gì được. Một cái khuôn mặt rất là cute, chó hơ mông cọc đuôi. Đây. Nhìn cái người. Đây. Mi chơi với em đi. Cái này thì không biết là gọi là cọc quýt hay cọc thỏ. Kệ nó đi, cọc gì thì cọc. Màu vàng. Đây. Đứng ở trên ghế để quay nhìn cho nó dễ. Yên đấy, không xuống đâu. Lùi lại. Không, không nhảy xuống. Nào. Không xuống. Đứng yên trên đấy. Để nó ở yên trên đấy để quay nhìn cho nó dễ. Cho mọi người ngắm một tí cái con này. Một con có thể nói là có một cái khuôn mặt mà nó hợp gu của rất nhiều người. Đây, nó muốn xuống dưới nó chơi, không cho nó xuống. Bắt ở trên ghế để quay. Để nhìn dáng cho nó. Nào. Không, quay lại. Ăn vạ rất giỏi. Rất giỏi ăn vạ. Đứng sang bên này. Đứng yên đấy. Muốn làm gì thì làm, đứng yên ở vị trí đấy thôi. Tai úp. Mặt rất baby. Rất cute. Nào. Lại nhảy xuống, không xuống. Đứng yên đấy. Nào. Mặt rất là cute. Hay, 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 hay. Xuống đây. Nào. Xuống đây nào. Ra đây. Siro ngồi yên đấy, anh còn chưa xử lý. Anh còn chưa xử lý đứa nào làm đổ cái bát nước ra kia đâu.